tại sao nhiều người bị bắt, ép mới làm. Mỗi người sinh ra hình như nó được lập trình sẵn trong cái hệ điều hành. Mình có cái hệ điều hành đang chi phối mình. Mình gọi là bản năng. Mới đẻ ra đứa nào cũng giống đứa nào. Phải không? Em giống. Nhưng mà khi lớn lên thì mình đi học. Giống như nãy nói đi học đâu có muốn học. Còn anh Hùng thì lại muốn đi học. Nó khác nhau cái lập trình bên trong á. Mỗi một đứa bé nó có cái lập trình bên trong á. Có đứa thì thích học, có đứa thì muốn học, có đứa thì không muốn học. Nhưng mà vì còn nhỏ phải nghe lời nên bị bắt đi học. Thì tại sao nó lại có sự khác nhau này thì anh chưa lý giải được. Cái cơ chế gì nó tạo ra cái sự khác nhau đó. Mà không ai giống ai. Đúng rồi, có người mà 7-8 tỷ người không ai giống ai. Nhưng mà nó có cái xu hướng chung anh thấy như thế này nè. Sẽ có một phần nhỏ, một cái tỷ lệ rất nhỏ là có cái gì đó thích. Thích cái gì đó. Thích, muốn cái gì đó. Có. Nhưng một cái tỷ lệ rất lớn là hầu như không thích, không muốn. Cái bản năng của con người là không thích, không muốn. Thì thường á là thích và muốn những cái gì mà nó chơi bời. Phải không? Nhẹ nhàng, nghỉ ngơi. Phải không? Quậy phá. À, mấy cái đó thì thích thì muốn. Tự do. Không có thích bị ràng buộc. Còn làm cái này, nó làm cái kia. Nói học cái này, học cái kia. Thì cái tỷ lệ rất lớn trong con người ta nha. Anh thấy hình như là nó có cái cơ chế là nó không muốn làm. Nó không thích làm. Và rất là nhiều cái phải học, rất là nhiều cái phải làm. Thì phần lớn con người ta sinh ra nó bị cái gì đó lập trình sẵn hay sao á. Là nó không muốn, không thích. Mà phải có người nào đó, cha mẹ phải mạnh mẽ, phải đủ cái khả năng để mà bắt nó, ép nó. Phải có điều kiện tiền bạc cái gì đó để bắt nó, để ép nó.